Tiêu chuẩn xét chọn gia đình văn hóa một Tiêu chuẩn của danh hiệu gia đình văn hóa Theo Điều 6 Nghị định 122 năm 2018 NDCP, tiêu chuẩn gia đình văn hóa quy định như sau. Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, gồm các tiêu chí sau. Các thành viên trong gia đình chấp hành các quy định của pháp luật, không bị xử lý kỷ luật tại nơi làm việc và học tập chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng nơi cư trú. Treo quốc kỳ trong những ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước theo quy định. Có tham gia một trong các hoạt động văn hóa hoặc văn nghệ ở nơi cư trú, thường duyên luyện tập thể dục, thể thao. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định. Tham gia bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương. Thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, đổ rác và chất thải đúng giờ đúng nơi quy định. Tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học khuyến tài, sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú. Không vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Không vi phạm quy định phòng chống cháy nổ. Không vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông như lấn chiếm lòng đường, hè phố, tham gia giao thông không đúng quy định. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng, gồm các tiêu chí sau. Ông, bà, cha, mẹ và các thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy chung. Thực hiện tốt chính sách dân số, thực hiện bình đẳng giới. Các thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe. Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, văn minh, ứng xử có văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi khó khăn, hoạn nạn. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả, gồm các tiêu chí sau. Kinh tế gia đình ổn định và phát triển từ nguồn thu nhập chính đáng. Tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội do địa phương tổ chức. Người trong độ tuổi lao động tích cực làm việc và có thu nhập chính đáng. Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường. Sử dụng nước sạch có công trình phụ hợp vệ sinh, có phương tiện nghe, nhìn và thường xuyên được tiếp cận thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội. 2. 7 trường hợp không xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa Điều 7 Nghị định 122 năm 2018, các trường hợp không xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa bao gồm Thành viên trong gia đình vi phạm một trong các trường sau Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế. Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. Có tảo hôn hoặc hôn nhân cận huyết thống. Có bạo lực gia đình bị xử phạt hành chính. Mắc các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, trộm cắp, tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc. Tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. 3. Quy định về thang điểm Cách chấm điểm danh hiệu gia đình văn hóa. Thang điểm cách chấm điểm đối với danh hiệu gia đình văn hóa quy định tại điều 5 nghị định 122 năm 2018 cụ thể. Thang điểm tối đa làm căn cứ xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, mẫu số 4 là 100 điểm. Tổng điểm của mỗi tiêu chuẩn quy định nêu trên không dưới 50% số điểm tối đa. Cách chấm điểm để xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa được thực hiện như sau. Hộ gia đình thuộc quận, huyện tại thành phố trực thuộc trung ương đạt từ 90 điểm trở lên hộ gia đình thuộc xã, phường, thị trấn thuộc miền núi, hải đảo hoặc xã đặc biệt khó khăn hoặc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của chính phủ, đạt từ 60 điểm trở lên. Hộ gia đình không thuộc trường hợp quy định tại điểm A và B khoản 3 điều 5 nghị định 122 năm 2018 đạt từ 85 điểm trở lên. Cách chấm điểm để xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa được thực hiện như sau. Khu dân cư thuộc quận, huyện tại thành phố trực thuộc trung ương, đạt từ 90 điểm trở lên. Khu dân cư thuộc xã phương thị trấn thuộc miền núi hải đảo hoặc xã đặc biệt khó khăn theo quy định của chính phủ đạt từ 60 điểm trở lên khu dân cư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và b khoản 4 điều 5 nghị định 122 năm 2018 đạt từ 80 điểm trở lên giấy khen gia đình văn hóa khu dân cư văn hóa được tặng không quá 15% trên tổng số gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa đủ 3 năm liên tục khu dân cư được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa đủ 5 năm liên tục